lần hủy diệt thứ 6 của nhân loại được ghi trong sách cấm của Mỹ. Kính chào quý khán giả của Radio Việt. Năm 2012, CIA đã giải mật một phần của một cuốn sách từng được xếp vào loại tối mật của chính phủ Mỹ và bị cấm xuất bản. Cuốn sách này được cho là nhắc đến thời điểm chính xác của ngày tận thế của nhân loại. Khi xem xét cuốn sách này, người ta có thể nhận ra rằng một thành tựu khoa học vĩ đại đã bị che giấu, vì nó cung cấp bằng chứng về ngày tận thế của trái đất. Vậy ai là người đưa ra những bằng chứng thuyết phục này? Và thành tựu khoa học vĩ đại đó là gì? Tại California, những ngọn núi đang dần rung chuyển, mây đen và sấm chớp bao phủ cả bầu trời. Nước biển Thái Bình Dương liên tục dâng cao, tạo thành những bức tường nước cao đến 3.000 mét, sụp đổ và cuốn trôi mọi thứ với tốc độ âm thanh. Những tòa cao ốc, xe hơi và con người lần lượt bị nhấn chìm. Chỉ trong vài giờ ngắn ngủi, Los Angeles và các thành phố lớn nhỏ dần biến mất trong biển nước như chưa từng tồn tại. Cảnh tượng này có vẻ rất quen thuộc vì đó là phân cảnh trong bộ phim nổi tiếng Hollywood 2012. Bộ phim này lấy cảm hứng từ một cuốn sách nổi tiếng được xuất bản vào năm 1965, tựa đề The Adam and Eve Story. Năm 2012, nhiều người đã lo lắng và sợ hãi bởi lời tiên tri từ các nhân vật nổi tiếng và các tài liệu cổ của nền văn minh Maya, dự đoán rằng ngày 21 tháng 12 năm 2012 sẽ là ngày tận thế. Tuy nhiên, dự đoán đó hoàn toàn không chính xác. Vậy, những gì mà cuốn sách The Adam and Eve Story mô tả sẽ xảy ra vào thời điểm nào trong tương lai? Bằng chứng nào mới thực sự khiến chúng ta phải lo lắng? Tác giả của cuốn sách The Adam and Eve Story là Chan Thomas, một kỹ sư điện từng làm việc cho McDonnell Douglas, một hãng sản xuất thiết bị hàng không vũ trụ danh tiếng ngang với Boeing và Lockheed Martin. McDonnell Douglas cũng là một công ty sản xuất thiết bị quốc phòng, có quan hệ mật thiết với Lầu Năm Góc và từng đảm nhận nhiều dự án bí mật. Cuốn sách này đã gây chấn động lớn sau khi được xuất bản và nhanh chóng trở thành tài liệu mật của CIA, biến mất hoàn toàn trong vòng chưa đầy một năm. Phần mở đầu của cuốn sách vẽ nên một bức tranh về một thảm họa khủng khiếp sắp xảy ra. Thomas viết rằng trên toàn lục địa gió giật với tốc độ 1.600 km/h liên tục không ngừng nghỉ, cạo mặt đất như một con dao sắc khổng lồ. Tốc độ gió 1.600 km/h có phải là một con số lớn? Trong lịch sử nhân loại, tốc độ gió nhanh nhất từng được đo trên trái đất là vào ngày 10 tháng 4 năm 1996 tại đảo Barrow, Australia, khi cơn bão Olivia xuyên qua nước Úc với tốc độ tối đa 408 km/h. Tốc độ gió 408 km/h đã là một con số đáng kinh ngạc, nhưng tốc độ gió được mô tả trong cuốn sách của Thomas gấp 4 lần so với cơn bão Olivia. Một cơn gió mạnh như vậy liệu có thể xảy ra? Cuốn sách mô tả rằng dưới tác động của cơn cuồng phong này, tất cả các sinh vật trên trái đất sẽ phải đối mặt với một thảm họa khủng khiếp. Những sinh vật không thể ẩn nấp dưới lòng đất sẽ bị thổi bay lên trời và bị gió xé thành từng mảnh. Động đất và núi lửa cũng sẽ góp phần vào cuộc tàn sát. Với nham thạch dâng trào và nước biển sôi sục, làn sóng nước cao đến 3.000 mét sẽ ập vào đất liền, cuốn trôi mọi thành phố và làng mạc chỉ trong vòng 24 giờ, xóa sạch mọi dấu vết của nền văn minh nhân loại. Dù trong một thảm họa lớn như vậy, vẫn có thể có một số người may mắn sống sót, có thể nhờ vào việc họ ở gần đỉnh núi hoặc trong một hang động, giúp họ tránh khỏi thảm họa toàn diện của đất, lửa và gió. Tuy nhiên, liệu những người sống sót này có thể duy trì sự sống không phụ thuộc vào sự may mắn của họ, đặc biệt là khi đối mặt với thảm họa tiếp theo, sự đóng băng nhanh chóng do nhiệt độ giảm đột ngột. Nhiệt độ toàn cầu có thể giảm xuống hàng chục độ, đạt mức âm 20 độ, và những người sống sót sẽ phải đối mặt với cái rét khắc nghiệt mà không có hệ thống sửa hiện đại. Những người này cần phải có kinh nghiệm và khả năng trồng trọt để có thể tiếp tục duy trì sự sống. Thomas nhấn mạnh rằng không có nơi nào trên trái đất có thể tránh khỏi thảm họa này, và nền văn minh nhân loại buộc phải bắt đầu lại từ đầu. Theo Thomas, nguyên nhân chính dẫn đến ngày tận thế là sự thay đổi định kỳ trong các cực tử của trái đất. Khi cực tử yếu đi nhanh chóng, sẽ dẫn đến sự suy yếu nhanh chóng của lực liên kết giữa lớp vỏ trái đất và lớp nóng chảy bên dưới. Thomas không chỉ đưa ra những tuyên bố mà còn cung cấp các bằng chứng khoa học cụ thể. Để hiểu rõ hơn, trước tiên hãy xem xét cấu trúc của trái đất. Lớp ngoài cùng của trái đất, gọi là lớp vỏ, bao gồm các lớp đất và đá mỏng, với độ dày dao động từ khoảng 5 km đến hơn 70 km. Dưới lớp vỏ là lớp phủ, chứa dung nham và các loại đá nóng chảy.
tương tự như hồ Nham Thạch, trái đất vẫn quay liên tục với tốc độ rất cao, đặc biệt là ở xích đạo, nơi tốc độ quay đạt khoảng 1.600 km/h. Lớp đá của lớp vỏ và lớp phủ kết dính với nhau, và sự đảo lộn đột ngột của các cực từ của trái đất có thể tách lớp vỏ khỏi lớp phủ. Điều này có thể so sánh với việc lắc một quả trứng sống mạnh tay, khiến chất lỏng bên trong tách ra khỏi vỏ trứng. Với sự phân bố không đồng đều trọng lượng của lớp vỏ, đặc biệt là do các sông băng khổng lồ ở Nam Cực và Greenland, khi lớp vỏ tách ra khỏi lớp phủ, nó có thể bị lật một góc 90 độ. Kết quả là, khu vực gần xích đạo có thể trở thành vùng cực, trong khi các vùng cực có thể chuyển thành vùng xích đạo. Điều này không phải là sự thay đổi góc nghiêng của trục trái đất hay thay đổi quỹ đạo của nó. Mặc dù lớp vỏ đã trải qua sự dịch chuyển lớn, đại dương gần xích đạo và bầu khí quyển vẫn tiếp tục di chuyển từ Tây sang Đông với tốc độ 1.600 km/h. Do đó, không khí chạy qua lục địa với tốc độ siêu nhanh này sẽ hình thành các cơn gió hủy diệt. Dưới tác động của cơn gió mạnh như vậy, không có tòa nhà nào có thể đứng vững. Đồng thời, khi khối nước thay đổi đột ngột, nó sẽ di chuyển theo quán tính ban đầu và tạo thành các cơn sóng thần khổng lồ. Toàn bộ quá trình này chính là thảm họa của đất, lửa và gió mà Thomas đã đề cập trong cuốn sách của mình. Ông dự đoán rằng, trước một thảm họa lớn như vậy, nhân loại sẽ chỉ còn lại một số ít người may mắn, những người sẽ trở thành tổ tiên của thế hệ tiếp theo. Vì vậy, ông đã chọn tên Adam và Eva từ Kinh Thánh để đặt tiêu đề cho cuốn sách về ngày tận thế của mình. Thomas khẳng định rằng câu chuyện về Adam và Eva không phải là sản phẩm của trí tưởng tượng cá nhân ông, mà dựa trên kết quả nghiên cứu địa chất từ những năm 1960, chẳng hạn như hóa thạch sinh vật tiền sử và phân tích các địa hình kỳ lạ. Ông đã sử dụng những dữ liệu này để tính toán khả năng xảy ra năm thảm họa gây hủy diệt nền văn minh. Thomas đã xác định năm thảm họa hủy diệt lớn trong lịch sử nhân loại. Lần hủy diệt lâu đời nhất, theo tính toán của ông, xảy ra hơn 50.000 năm trước và đã dẫn đến kỷ băng hà gần đây nhất của kỷ nguyên hiện đại. Lần hủy diệt thứ hai diễn ra cách đây 30.000 năm, lần thứ ba cách đây 18.500 năm, lần thứ tư vào khoảng 11.500 năm trước, và lần cuối cùng, lần thứ năm, xảy ra cách đây chỉ 7.000 năm. Ngoài việc tìm kiếm bằng chứng địa chất, Thomas còn cho rằng nhiều truyền thuyết và sách lịch sử của các nền văn minh khác cũng gián tiếp ghi nhận các thảm họa điện tử. Ví dụ, vị thần Osiris của Ai Cập cổ đại, tương ứng với nền văn minh sau trận Đại Hồng Thủy cách đây 18.000 năm, đã đóng góp vai trò tương tự như Chúa Giê-xu trong việc cứu rỗi nhân loại. Trong truyền thuyết Hindu, vị thần Vishnu có 10 lần chuyển sinh, mà Thomas cho rằng liên quan đến 10 lần hủy diệt và tái sinh nền văn minh nhân loại. Thomas cũng đưa ra phân tích về Kinh Thánh, cho rằng ít nhất có 2 lần thảm họa điện tử đã được ghi chép. Một là câu chuyện của Adam và Eva, mà ông cho là những người sống sót sau sự kết thúc nền văn minh cách đây 11.500 năm và trở thành tổ tiên của nền văn minh tiếp theo. Câu chuyện về con tàu Noah, theo ông, liên quan đến thảm họa cách đây 7.000 năm, và gia tộc Noah là tổ tiên của nền văn minh nhân loại hiện tại. Dự đoán của Thomas được đưa ra vào những năm 1960, với dự báo rằng thảm họa có thể xảy ra sau thiên niên kỷ, tức là hơn 2.000 năm sau công nguyên, và lần tiếp theo có thể xảy ra sau hơn 10.000 năm. Ông cũng thừa nhận rằng khoảng thời gian thảm họa mà ông dự đoán chỉ là ước tính sơ bộ và có thể chênh lệch từ 7 đến 200 năm. Để có dự đoán chính xác hơn, cần phải sử dụng máy tính siêu mạnh để mô phỏng. Mặc dù sự sai lệch về thời gian có thể xảy ra, năm 2023 đã đến và thời điểm dự đoán của Thomas đã vượt qua mốc cảnh báo, đưa chúng ta vào tình trạng báo động đỏ về thảm họa ngày tận thế, có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Nội dung cốt lõi của cuốn sách câu chuyện về Adam và Eva có thể không có gì đặc biệt so với các sách khác về ngày tận thế, và các tác phẩm khoa học viễn tưởng thậm chí còn miêu tả ngày tận thế một cách kịch tính hơn. Tuy nhiên, cuốn sách này vẫn được CIA liệt vào danh sách tài liệu mật. Đến nay, cuốn sách vẫn chưa được giải mật hoàn toàn, và những thông tin hiện có chỉ là một phần nhỏ. Có thể một số dự đoán trong cuốn sách sẽ diễn ra ở thời điểm khác trong tương lai, không phải năm 2012, vì tác giả đã qua đời vào năm 1998. Lý do thực sự tại sao cuốn sách bị cấm vẫn chưa rõ ràng, và điều này đã thu hút sự quan tâm lớn từ cư dân mạng, dẫn đến nhiều cuộc thảo luận sôi nổi trên Internet.
có hai giả thuyết chính về lý do cuốn sách của Thomas bị cấm. Thứ nhất, Thomas từng làm việc tại Douglas Aircraft và nắm giữ một số bí mật của Lầu Năm Góc. Với chỉ số IQ rất cao và khả năng dự đoán các chi tiết quan trọng liên quan đến bí mật của chính phủ Hoa Kỳ, ông có thể đã tiết lộ thông tin nhạy cảm trong cuốn sách của mình. Vì lý do này, CIA có thể đã phân loại cuốn sách của ông là tài liệu mật và đặt nó dưới sự giám sát. Tuy nhiên, giả thuyết này có vẻ không hoàn toàn chính xác, vì Thomas không bị theo dõi sau khi cuốn sách bị cấm, và ông vẫn tiếp tục sáng tác và xuất bản các tác phẩm khác. Giả thuyết thứ hai cho rằng nội dung trong cuốn sách có thể là chính xác nhưng có khả năng gây ra những hậu quả nghiêm trọng, chẳng hạn như làm gia tăng sự hoang mang trong xã hội và đe dọa đến an ninh quốc gia. Điều này có thể là lý do chính dẫn đến việc cuốn sách bị cấm. Trong ấn bản năm 1993 của cuốn sách, Thomas đã xóa bỏ một số phần nhạy cảm. Tuy nhiên, các phần bị xóa bỏ vẫn chứa những manh mối quan trọng về nội dung cuốn sách. Một điểm đáng lưu ý trong văn bản năm 1993 là Thomas đã mơ hồ đề cập đến khả năng vết đen trên mặt trời, có thể là nguyên nhân gây ra sự thay đổi của lớp vỏ trái đất. Ông đã chuyển sang các chủ đề khác mà không giải thích thêm về vấn đề này. Lý thuyết về sự chuyển động của lớp vỏ trái đất mà Thomas mô tả thực chất không phải là phát minh của riêng ông. Nó đã được nhà địa chất học Hamburg đề xuất vào năm 1958 trong cuốn sách của ông về những thay đổi của lớp vỏ trái đất, còn được gọi là lý thuyết dịch chuyển cực, mặc dù lý thuyết này từng bị giới khoa học chê bai và coi là tiểu thuyết giả tưởng. Nhưng nó cho thấy ranh giới giữa khoa học và khoa học viễn tưởng không phải lúc nào cũng rõ ràng. Khi lý thuyết dịch chuyển cực lần đầu được đưa ra, không có bằng chứng thuyết phục nào chứng minh rằng lớp vỏ trái đất thực sự dịch chuyển, khiến lý thuyết này trở nên kỳ bí. Tuy nhiên, với sự phát triển của các kỹ thuật địa chất và khảo cổ học, các chuyên gia đã dần nhận ra khả năng tồn tại của hiện tượng dịch chuyển cực. Các nghiên cứu gần đây cho thấy từ trường trái đất đã suy yếu dần kể từ năm 2007, với mức giảm khoảng 5% mỗi 100 năm. Đồng thời, các nhà khoa học cũng quan sát thấy rằng các cực từ của trái đất di chuyển khoảng 60 km mỗi năm. Dữ liệu từ các mô phỏng máy tính hiện đại cho thấy các cực từ của trái đất có khả năng sẽ đảo ngược trong khoảng thời gian trung bình 500.000 năm. Với cực từ Nam trở thành cực từ Bắc và ngược lại. Tuy nhiên, đến nay các cực từ của trái đất đã trải qua khoảng 780.000 vòng quay mà chưa xảy ra đảo ngược. Vấn đề đặt ra là liệu một sự đảo ngược đột ngột của các cực từ có thể dẫn đến dịch chuyển của lớp vỏ trái đất hay không? Giáo sư Hamburg và các nhà khoa học khác vẫn chưa đưa ra bằng chứng đầy đủ để chứng minh kết luận này. Dù lý thuyết dịch chuyển cực của Hamburg hiện vẫn được coi là dạng khoa học, lịch sử đã chứng minh rằng nhiều giả thuyết ban đầu không được chấp nhận lại có thể trở thành lý thuyết chính thống sau khi được nghiên cứu và kiểm chứng thêm. Lý thuyết về sự trôi dạt của các lục địa, khi lần đầu tiên được đề xuất vào đầu thế kỷ 20, đã gặp phải sự hoài nghi rộng rãi. Tuy nhiên, hiện tại, lý thuyết này đã trở thành lý thuyết chủ đạo trong lĩnh vực địa chất học. Tương tự, nếu sự di chuyển của các vết đen trên mặt trời mà Thomas đề cập là bất thường, điều này có thể gây ra sự xáo trộn trong từ trường của trái đất. Hiện tượng này đã được quan sát thấy khi một số lượng lớn vết đen xuất hiện trên mặt trời, dẫn đến hiện tượng bão từ trên trái đất, làm cho la bàn trở nên không chính xác và không thể xác định được hướng bắc. Các vết đen trên mặt trời là những đốm đen xuất hiện khoảng mỗi 11 năm một lần, và trong thời gian hoạt động mạnh mẽ của chúng, mặt trời sẽ phát ra nhiều năng lượng hơn. Sự gia tăng năng lượng này có thể làm nóng bầu khí quyển của trái đất, gây ra các hiện tượng thời tiết bất thường như bão thường xuyên và dữ dội hơn. Bên cạnh đó, vết đen mặt trời cũng ảnh hưởng đến trái đất thông qua gió mặt trời, là dòng hạt tích điện do mặt trời phát ra. Gió mặt trời tương tác với từ trường của trái đất, tạo ra hiện tượng cực quang. Khi vết đen mặt trời hoạt động mạnh, gió mặt trời có thể trở nên mạnh mẽ hơn, gây nhiễu loạn từ trường trái đất, làm gián đoạn hệ thống vệ tinh và thông tin liên lạc, cũng như làm rối loạn khả năng định hướng của các loài chim dựa vào từ trường để tìm đường. Ngoài ra, một số vết đen trên mặt trời có thể làm giảm nhiệt độ trái đất và trong những trường hợp cực đoan, thậm chí có thể dẫn đến sự xuất hiện của một kỳ băng hà nhỏ. Do đó, cả sự gia tăng lẫn sự giảm sút của các vết đen trên mặt trời đều có thể ảnh hưởng tiêu cực đến trái đất. Sự can thiệp của mặt trời và gió mặt trời vào từ trường của trái đất là điều không thể phủ nhận. Tuy nhiên, điều đáng lưu ý là nếu từ trường bị nhiễu loạn,
Hậu quả của sự nhiễu loạn này có thể nghiêm trọng đến mức làm thay đổi lớp vỏ trái đất, gây ra các hiện tượng thiên tai như được mô tả trong các kịch bản về đất nước lửa và gió. Các nhà khoa học tỏ ra hoài nghi trước những tuyên bố về sự suy yếu hoặc mất mát từ trường của trái đất. Họ cảnh báo rằng sự suy giảm từ trường có thể làm tăng nguy cơ cho sức khỏe con người do tác động của mặt trời và tia vũ trụ, đồng thời gây lỗi cho các thiết bị tiên tiến dựa vào từ trường của trái đất, chẳng hạn như hệ thống định vị GPS. Mặc dù điều này có thể xảy ra, việc cho rằng sự dịch chuyển của các cực từ sẽ dẫn đến chuyển động lớn của lớp vỏ trái đất vẫn còn gây nghi ngờ. Một câu hỏi thường được đặt ra là tại sao Thomas lại cho rằng từ trường của trái đất ảnh hưởng đến sự chuyển động của lớp vỏ trái đất? Các lớp vỏ đá rắn và phần mềm bên trong của trái đất kết nối với nhau nhờ vào lực điện từ, chứ không phải chỉ bằng lực hấp dẫn. Mặc dù lực hấp dẫn cũng đóng một vai trò quan trọng, nhưng lực điện từ mạnh hơn nhiều. Sự thay đổi trong từ trường trái đất do hoạt động của các vết đen trên mặt trời có thể làm suy giảm khả năng kết dính của các lớp vỏ, dẫn đến những thay đổi khó lường. Khi chất keo điện từ không còn tác dụng, lớp vỏ có thể bị tách ra khỏi phần nhân bên trong, làm cho lớp vỏ có thể di chuyển một cách không ổn định. Tuy nhiên, cơ chế dịch chuyển của lớp vỏ trái đất vẫn chỉ là một giả thuyết. Theo quy tắc khoa học, một giả thuyết cần được dữ liệu thực nghiệm và quan sát củng cố để trở thành lý thuyết chính thức. Chuỗi giả thuyết của Thomas, từ sự thay đổi của các vết đen mặt trời đến sự thay đổi trong từ trường trái đất, rồi dẫn đến dịch chuyển của lớp vỏ và thảm họa đất nước lửa và gió, cũng như sự hủy diệt của các nền văn minh tiền sử, có vẻ như đã đi quá xa và thậm chí được coi là hoang đường. Điều này đã đặt ra một thách thức đáng kể đối với các lĩnh vực khoa học lớn như địa chất, điện hóa và địa vật lý. Khi nhìn vào nội dung của cuốn sách cấm này, chúng ta không thể không cảm thấy lo lắng về những dự đoán đầy mơ hồ và đáng sợ mà nó đưa ra. Mặc dù các nhà khoa học và chuyên gia vẫn đang tiếp tục nghiên cứu và tranh luận về tính chính xác của các lý thuyết liên quan đến lần hủy diệt thứ 6, sự tồn tại của một cuốn sách bị cấm và những thông tin mà nó chứa đựng chắc chắn đã kích thích sự tò mò và lo ngại trong cộng đồng. Bất chấp sự cấm đoán và sự thiếu thông tin rõ ràng, cuốn sách vẫn tiếp tục là một chủ đề nóng hổi, làm dấy lên nhiều câu hỏi về tương lai của nhân loại và những thách thức mà chúng ta có thể phải đối mặt trong bối cảnh hiện tại. Việc xem xét nghiêm túc các nguy cơ và chuẩn bị cho những kịch bản xấu nhất vẫn là điều cần thiết. Cuốn sách không chỉ là một tài liệu lịch sử quan trọng mà còn là một lời nhắc nhở về sự cần thiết của việc nghiên cứu và phòng ngừa, để đảm bảo rằng chúng ta có thể đối mặt với bất kỳ thảm họa tiềm tàng nào trong tương lai.